Vừa đăng quang chưa lâu, tân Á hậu một Phương Anh được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu quốc tế 2021. Cuộc thi nhan sắc hàng đầu quốc gia Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức khép lại và chủ nhân của chiếc vương miện danh giá thuộc về người đẹp Đỗ Thị Hà. Điểm khác biệt của cuộc thi năm nay là hai Á hậu cũng sở hữu vương miện lung linh, trong đó ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Phương Anh, Á hậu 2 thuộc về Ngọc Thảo. Ngoài tân Hoa hậu, hai nàng Á cũng được dân mạng quan tâm không kém. Mới đây, Á hậu 1 Phương Anh được một diễn đàn sắc đẹp dự đoán sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi Miss International 2021, Hoa hậu quốc tế 2021 sắp tới. Trước đó, Á hậu Nguyễn Tường San cũng xuất sắc lọt top 8 tại đấu trường nhan sắc này. Được biết, chuyên trang này cũng từng dự đoán đúng Hoa hậu Hoàn Vũ Colombia. Do đó, việc Hub Pix Pinan xếp Á hậu Phương Anh ở hạng 1 trong bảng xếp hạng các quốc gia là một tín hiệu đáng mừng và người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng ở nàng Á hậu xinh đẹp này. Dù chưa có bất kỳ thông tin nào về việc Á hậu 1 sẽ là đại diện Việt Nam chinh chiến Hoa hậu quốc tế 2021, nhưng có rất nhiều ý kiến khán giả đồng tình về việc lựa chọn Phương Anh là vô cùng sáng suốt. Sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, học vấn đáng nể, kỹ năng ngoại ngữ cực tốt và vóc dáng chuẩn, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 được kỳ vọng sẽ là người phù hợp nhất để tham gia Hoa hậu quốc tế 2021. Một trăm người làng, mỗi người bán một tấn lúa để có tiền đi từ Thanh Hóa vào Thành phố Hồ Chí Minh, cổ vũ Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Đỗ Thị Hà, cô gái sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1m75, số đo hình thể 80-60-90, đã trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020. Bên cạnh nỗ lực không ngừng nghỉ của Đỗ Thị Hà suốt 4 tháng qua, còn là sự cổ vũ của bố mẹ, người thân trong gia đình, bạn bè và hàng xóm của người đẹp. Ngay sau khi Đỗ Thị Hà đăng quang, bên trong hậu trường, thím của Hoa hậu Việt Nam 2020, cô Phạm Thị Sớm không kìm được cảm xúc khi chứng kiến cháu gái đăng quang. Cô cho biết những người dân trong làng và xã vì rất yêu mến Đỗ Thị Hà nên hơn 100 người, mỗi người bán một tấn thóc để có tiền mua vé máy bay và ăn ở đi lại từ Thanh Hóa vào Thành phố Hồ Chí Minh cổ vũ cho người đẹp. Có những người đã vào Thành phố Hồ Chí Minh từ 2 ngày trước để theo chân và cổ vũ cho Đào Thị Hà. Một số người do bận công việc thì phải đến sáng nay mới có mặt. Cô Phạm Thị Sớm chia sẻ, ở nhà Hà rất chăm chỉ, ngoan ngoãn nên khi cháu đi được đến với cuộc thi này, dân làng rất ủng hộ và mọi người đều sẵn sàng bán lúa để ủng hộ cháu. Không chỉ học giỏi, Đỗ Thị Hà còn rất chịu khó. Sau giờ học, thường giúp bố mẹ và chú thím làm công việc đồng áng. Ngoài ra, cô Phạm Thị Sớm cũng cho biết, gia cảnh của Hoa hậu Việt Nam 2020 rất bình thường. Bố mẹ đều làm nông nghiệp, để có tiền nuôi các con ăn học, bố của Hoa hậu Việt Nam 2020 phải làm đủ nghề. Cùng với cô Phạm Thị Sớm, chị gái của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là Đỗ Thị Hương cũng có mặt tại sân vận động. Chị cho biết gia đình không ai kỳ vọng em gái sẽ đăng quang vì mặt bằng năm nay thí sinh rất đẹp và tài năng. Bản thân chị cũng không hề biết em gái đi thi Hoa hậu cho đến khi Đỗ Thị Hà lọt vào vòng bán kết. Sau hơn 5 tháng khởi động, tối ngày 20 tháng 11, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức gọi tên tân Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, cao 1m75, số đo hình thể 80-60-90. Cô cùng Nguyễn Lê Ngọc Thảo là hai thí sinh có chiều dài đôi chân khủng nhất cuộc thi năm nay, 1,11m. Cũng nhờ số đo hình thể chuẩn chỉnh, Đỗ Thị Hà đã lọt top 2 phần thi là thời trang và bikini, ghi tên mình vào danh sách những đối thủ đáng gờm cho chiếc vương miện danh giá. Cô hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Đỗ Thị Hà đã chứng minh sự nổi trội của mình qua các vòng thi. Cô sở hữu nụ cười tươi tắn, thu hút người đối diện, được nhiều người dự đoán sẽ đăng quang. Trên trang cá nhân, cô không ngại chia sẻ rất nhiều ảnh đi học hàng ngày. Giống như nhiều sinh viên năng động khác, Hà lựa chọn phong cách trẻ trung, đơn giản, đồng thời khoe được vóc dáng nổi bật. Bên cạnh đó, dù không được trang điểm hay ăn mặc cầu kỳ khi đến trường, nhưng Hà vẫn gây ấn tượng với gương mặt khả ái và nụ cười rạng rỡ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.